Trung Kiên Garden xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người 5 loại hoa giấy hiện thời đang hot ở trên thị trường. Và sắp tới thì các bạn mà có nhu cầu mua sỉ, mua lẻ mình đều có thể giao cho mọi người được và ship toàn quốc được nhé. Ở đây mình giới thiệu cho mọi người 5 loại hoa. Đây là loại đổi màu này. Đây là giống đổi màu, đây là giống mới nhé mọi người nhé. Đây là phớt hồng này. Phớt hồng này thì nhiều người người ta vẫn gọi là giấy song hỉ. Nó cũng là dạng đổi màu. Nó từ màu trắng xanh này, sau đó thì nó chuyển sang màu hồng. Loại thứ ba là loại vàng này. Đây là giấy màu vàng. Vàng này là vàng thư mọi người nhé. Loại thứ tư là giấy hai màu. Giấy hai màu và có luôn cả hai màu. Một màu hồng này, một màu trắng này. Và có luôn cả màu hồng trắng ở trên bông luôn. Màu hồng trắng này thì cũng rất là đẹp. Và loại này là loại cũng đáng để sưu tầm mọi người nhé. Loại thứ ba là loại đỏ. Tất cả các loại này mình giới thiệu cho mọi người đều là giống mới hết. Và ưu điểm của nó thì cây nó rất là mạnh và hoa nó rất là siêng nhé mọi người nhé. Loại thứ 6 mình giới thiệu là loại hồng gân. Hồng gân là tên của người dân mang về và đặt cho nó thôi. Còn loại này thì tên nó khác. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người cái nâu này. Nâu này thì nó cao khoảng độ từ 60 đến 70 phân. Đường kính tán, loại này là mình rong dài nhé. Đường kính tán thì nó rơi vào khoảng độ tầm 30 đến 40 phân nhé. Đó, còn gốc thì nó như ngón tay này. Có gốc thì nó bé hơn. Nhưng chủ yếu là mình chơi hoa thôi. Và loại này đặc biệt là các bạn rong lên nó sẽ rất là dài. Thích rong dài cũng được và xén tròn cũng được. Các loại này thì mình sẽ bán theo combo nếu mà bán lẻ. Nếu các bạn thích chọn 4 màu, 5 màu hay là 6 loại này luôn thì mình sẽ bán cho mọi người theo dạng combo, chọn các màu để mix vào với nhau. Mọi người về các bạn chơi hoặc là nhân giống. Mình có quay qua cho mọi người để mọi người xem này. Số lượng ở đây thì có rất là nhiều. Mình giao sỉ và lẻ và ship Bắc Nam luôn được các bạn nhé. Ship toàn quốc. Giá cây thì sẽ phụ thuộc vào cái lượng đơn mà các bạn đặt. Số lượng càng nhiều thì giá cây nó sẽ càng tốt nha mọi người nhé. Màu phớt hồng này cũng là màu rất đẹp. Các bạn có nhu cầu về hoa giấy thì liên hệ với mình nhé. Số điện thoại của mình là 0977 999 046. Nếu mà các bạn mua lẻ thì sắp tới mình sẽ đăng cái số điện thoại của kênh bán lẻ lên để cho mọi người trực tiếp liên hệ. Còn mình thì chủ yếu sẽ giao sỉ. Giao sỉ là nhiều đấy. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Chúc mọi người một năm mới an khang và thịnh vượng.